đủ. Cái này thì gọi là hàng hiếm, trong miền Nam mình là không có, nó là một tháng nó vô một lần thôi, mà có mùa mới có nha, còn nó không mùa là không có đâu. Cái này là nói gì đâu ta, dùng ngoài Bắc á, kêu bằng Thanh Hóa, ở ngoài Thanh Hóa là nó gọi là nó gửi xe vô nó bán luôn, 150 một ký trẻ. Nó kêu là mọi khi là 180 ký đúng không, bữa nay nó bán có 150 thôi. Mà tôi thấy á, là gọi là người ta nói là con này nó ăn ngon gấp mấy lần cái con ở trong mình, thịt nó nhiều hơn và nó ngon hơn. Sao không đơn người đó vậy? Này thì giống con nghêu ngoài chợ mà. Con ngao, con nghêu khác, con ngao nó khác. Đúng rồi, hai từ khác nhau, hai chữ khác nhau luôn mà. Đúng rồi, con nghêu á là mình nấu ăn, nấu canh, nấu nước này, hoặc là mình hấp xả rồi đúng không? Ừ. Con này mình cũng ăn theo tùy mình muốn ăn món gì ăn, nhưng mà cái là thịt con ngao nó nhiều và nó ngon gấp mấy lần con nghêu, thành thử cái giá Ừ. trị của nó là gấp đôi con nghêu. Ừ. Nghêu à, đó Đúng rồi, ngao ngon hơn nghêu. đúng rồi. Mà cái bà này bà kêu là bữa nay em tới đúng chỗ rồi Hôm nay em thấy đúng chỗ rồi. và đúng dịp luôn, Đúng mới dịp về hồi sáng luôn. luôn thiệt. Đó. Mà sống gọi là khi mà bà tôi lựa, ê bữa nay tôi đưa mà món này ngon, mà khi đó con ngao nó còn sống kiểu nó còn bắn nước À, bắn nước rồi à. đúng, tuyệt vời nhất nách luôn. Con này giờ về ông bà nói là về đừng có làm gì hết trơn á, hấp nhẹ thôi rồi ăn thôi, nó ngọt ngay luôn. Ừ. À, không cần phải xào, còn muốn gia vị cái gì đó là tùy mình, còn chỉ cần hấp lên bắt đầu là quết nước tôi chanh cũng ngon luôn. Nghêu và ngao Thì con nghêu và con ngao hai con khác nhau ở trong mà. mình thì đa số ta bắn bắn nghêu là nhiều, Nghêu, ngao là ít. nghêu là nằm miền Tây, Ừ. nó cũng là gì dùng 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 biển biển nước lợ á, Ừ. còn con ngao thì nó ở ngoài Bắc nhưng mà nó cũng là nước 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 biển. Nhưng mà em không biết nó nằm ở đâu, nhưng mà em chỉ biết là nghêu và ngao á, nếu xét về á, nó giống như là hai anh em họ vậy đó, như hai anh em họ nhưng mà nó khác nhau. Nghêu và ngao giống như hai anh em họ nhưng mà khác nhau, Tôi nói ông nghe nè, cùng ông cố nội nhưng mà chia thành hai nhánh. nói chung là mình cái câu từ mà gọi là khác nhau, tôi nghĩ nó cũng không đúng. Miền Nam mình kêu bằng con nghêu, miền Bắc mình kêu bằng con ngao đó. Cái chỗ mình gọi là con cua nhưng mà ngoài kia Bắc gọi là con cáy, Đúng con đúng lấy, đúng nhưng đấy, mà hai con nó khác nhau, hai con nó khác nhau luôn. Con cáy nó khác con cua, nó cũng ở ngoài đồng luôn nhưng mà nó khác nhau, thịt nó ngon hơn nhiều lắm. Hai con khác nhau đàng hoàng, cua và cáy nó khác nhau, ủa chứ con cua và con cáy là hai con nó khác nhau à, khác nhau là con được cũng ở ngoài đồng như bình thường mình luôn á, mà nhưng cái mà con kia nó ba càng, con này bốn càng hay sao, không, ý là nó khác nhau và nó khác nhau về tính chất thịt luôn. hình thù hết khác. Con cáy ăn nó ngon hơn con cua. Nhưng mà con ngao với lại con nghêu tôi thấy nó giống nhau mà, nó kiểu là nó là một một nhưng mà nó kiểu dùng miền nó kêu khác nhau, với lại là dùng do là dùng nước, với lại cái dùng nước nó khác nhau, làm ra cái giá trị nó cao hơn thôi. Nó khác nhau á, thiệt luôn. Nhưng mà con ngao nó ngon hơn con nghêu. Bây giờ chia sẻ cho nè. Ngao và nghêu nó khác nhau một điểm. Anh nhìn vào là anh biết à. Tôi thấy cũng giống nhau mà chứ. Nè, ngao và nghêu nó khác nhau ở chỗ con nghêu á. À, một anh nhìn cái này, ngao và nghêu nó khác nhau ở chỗ con nghêu á là cái màu của này nè nó sẽ đậm hơn, và con này á màu nó nhạt hơn và nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn, nó không có to như thằng này đâu, nó nhỏ hơn. Ví dụ nó tới đây thôi nè. À, ví dụ nó đi tới đây thôi mà nó màu nó nhạt hơn, đó là con nghêu, đó là con nghêu lộn, đó là con ngao. Con Ngao. ngao nó màu nhạt và cái màu này nó nhạt hơn, nó nhỏ hơn. À. Thứ hai á, con ngao á anh sờ cái đường này là nó láng, Ủa chứ nó không có vằn. nó có vằn nhưng mà nó láng, À, nó cũng có vằn nhưng mà nó lại không có nó gồ lên. khất vậy. Đúng rồi. Còn con nghêu á anh cào thấy rõ luôn nè. Thằng này thì láng. Đúng rồi. Thằng này, ủa sao kỳ vậy? Con thằng này láng mà thằng này nó khất vậy? Thì nghêu và ngao á nó giống như hai anh em họ vậy đó, nhưng mà nó lại khác. Nghêu là cái này nó đậm, cái này nó gồ ghề, nó sừng lên nhiều. À. Ngao cái này nó mờ nhỏ và cái này nó láng.
hai cái nó khác nhau đàng hoàng. Bà kêu bà bán ngao mà em nhìn nãy giờ thấy toàn nghêu, không thấy con ngao là con đó đâu. Bà nói tôi rõ ràng là con ngao mà. Con này con nghêu. Con này 150.000 ấy chứ, nhưng mà 150.000 ký. Còn con kia là có 80.000 ký à. Ừ. Tính ra mắc gấp đôi mà. Thì như rồi. Đồ mà có đúng không, ra nói bả có chữ đúng. Cho nên á, bả mới nói anh là ra đúng thời điểm rồi đó. Mà sao? Thì đúng thời điểm là đúng thời điểm bả đang bán hàng này kia đó. À tôi bị lầm hả? Anh bị lầm á. Mà ông nói có đúng không, mất công đúng cái này thiệt mà ta, không tin anh đọc dưới bình luận đây, có nhiều người ta sẽ bình luận thêm cho anh để nhìn anh biết. Bây giờ trước mắt thì cứ luộc cứ hấp lên ăn đã, chứ bây giờ đúng hay sai gì chuyện đó tự nhiên ra nói thì không biết cái vấn đề thôi, anh cứ hấp ăn đi cho mà không đó, em chia sẻ vậy thôi. Tao ok nha.